Xin chào tất cả mọi người. Đây có lẽ là video đầu tiên ở trên YouTube và giới thiệu về cái dòng sản phẩm Trang Long H7 máy 400 này tại Việt Nam. Chiếc xe tải 5 chân máy 400 này nó đã thay đổi hoàn toàn chiếc xe tải 5 chân của Trang Long, từ cabin luxury, động cơ, hộp số hay là khung gầm. Thì hôm nay em sẽ đi review một vòng, chúng ta chỉ lướt qua thôi. Khi nào có thùng thì em sẽ review kỹ hơn, thì chúng ta xem nó đã thay đổi những cái gì nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cabin, thì chúng ta thấy là logo của Trang Long H7 máy 400 đã là logo phát sáng. Đèn pha là đèn cầu bi LED, có cả LED giải LED định vị ban ngày và đèn bi rất là sắc nét. Nó cũng được làm một cái lớp bên trong là lớp màu đen, nên là xe cảm giác nó có cái đèn pha thể thao hơn, khỏe khoắn hơn so với thế hệ trước. Và kể cả đến những cái phần mặt ca lăng này mô phỏng thác nước chảy, nó cũng làm một lớp xám nhám rất là đẹp, bắt mắt, và nó cảm giác là sang trọng và hiện đại hơn so với màu sơn màu đen trước. H7 400. Lốp thì trang bị lốp 12 không xăm để chúng ta có thể chạy đường trường nó lướt hơn. Ở đây thì chúng ta thấy là tất cả những cái chi tiết của xe thì cũng đã được làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận hơn so với những chiếc xe thế hệ trước của Trang Long. Động cơ của xe thì trang bị động cơ du trai thế hệ mới 400 HP, và chiếc động cơ này thì nó giống như những thế hệ động cơ của Trang Long 445 đầu kéo ấy. Nó tiết kiệm nhiên liệu hơn, chạy êm hơn, bền hơn. Hộp số thì vẫn là hộp số của Phát. Chúng ta thể thấy là khung gầm chassis của Trang Long 5 chân năm nay nó đã được trang bị chassis lồng 2 lớp, dày dặn hơn. Nhịp trước đấy ạ. Bình dầu của xe là bình dầu 600 lít, bằng với bình dầu của đầu kéo. Chân treo đây ạ. Bóng hơi này. Kết cấu cực kỳ chắc chắn. Điểm mà chúng ta cần chú ý đó chính là giằng cầu của Trang Long 5 chân năm nay đã là giằng cầu chữ A thay vì chữ Y như các năm trước. Ở những cái vị trí mà đặt cầu như này thì chúng ta để thấy là những cái lớp chassis này lồng vào nhau cực kỳ dày. Nhíp này, với 10 lá nhíp được xếp chồng lên nhau. Quang nhíp thì là quang nhíp đôi, cực kỳ chắc chắn. Ba lăng xê thì là ba lăng xê dầu. Ba lăng xê này thì chúng ta không cần bảo dưỡng các bác nhé, không giống như ba lăng xê mỡ. Ba lăng xê cực lớn. Xe này sinh ra để chạy quá tải rồi. Chúng ta sẽ có một lốp dự phòng ở đây. Chassis này, cái bản chassis rất là lớn các bác nhá. Bản chassis này là bản 300. Ở đây vẫn được trang bị là 4 bình hơi Aqui và bình Ure. Cabin giảm trần bóng hơi như đầu kéo. Chúng ta cùng lên cabin nhé. Cabin sẽ là vô cùng đẹp, vô cùng hấp dẫn. Ở đây thì chúng ta thấy là khi mà buổi tối chúng ta bật đèn pha thì mở cửa ra, thì ngoài cái đèn bật lên xuống này thì đây là đèn
nó sẽ chiếu logo Trăng Long xuống dưới đất ở khoảng này. Là logo Trăng Long rất là đẹp. Xe thì rất là cao, trang bị đến 4 bậc lên xuống. Đây, các bác cùng xem khoang nội thất, khoang cabin của Trăng Long 5 chân năm nay. Cực kỳ rộng rãi. Với trang bị là hai ghế ngồi và hai giường nằm. Có cửa sổ trời. Ghế này rất là đẹp. Và ghế có rất là nhiều chế độ chỉnh, cũng như là làm mát ghế bác nhá. Có làm mát ghế, có chỉnh chế độ đường cong của ghế, lồi lõm làm sao cho phù hợp với cái sống lưng của từng người. Ghế được trang bị là ghế da như đồ kéo 445, được phối hai màu xanh và màu sữa. Ghế được thêu rất tỉ mỉ và có những cái lỗ thông hơi làm mát ghế. Cái màu này khá là trang trọng. Khoang giường này, giường sau của xe thì cũng trang bị cái giường khá là lớn, đủ cho hai người nằm. Và trên có một giường nữa, kích thước cũng tương đối lớn. Đây, điểm thay đổi lớn nhất trên chiếc xe này có lẽ là chiếc vô lăng. Vô lăng này thì cực kỳ đẹp, nó giống như vô lăng của đầu kéo 445. Được trang bị là vô lăng da và được khâu những đường kim mũi chỉ rất là sắc nét. Ở giữa là logo, còi ở trên này luôn. Hai bên là hai cụm phím. Cực kỳ đẹp, nó giống như vô lăng của một chiếc xe du lịch. Thậm chí là nó còn đẹp hơn vô lăng của những chiếc xe con. Đẹp quá bác ạ. Đồng hồ táp lô của xe thì được trang bị đồng hồ cơ và kết hợp với đồng hồ điện tử. Rất là bắt mắt. Đồng hồ điện tử này thì có rất là nhiều chỉnh những cái chế độ của xe. Được chỉnh ở trên những cái nút, những cái phím bấm ở trên vô lăng này. Đó, chúng ta thử bấm này. Đó, chúng ta chỉnh cái chế độ trên này. Đó. Và đây, nút bên này thì sẽ là chỉnh nghe gọi điện thoại. Và những cái phím là phím Cruise Control, tức là ga tự động đấy ạ. Trời ơi, vô lăng, đồng hồ táp lô. Rồi sang đến cái phần bên này, phần táp lô của xe này, cực kỳ đẹp. Một dải đen từ bên đồng hồ táp lô liền mạch sang hết cái phần táp lô bên này, màu đen bóng. Và được trang bị một cái màn hình giải trí cực kỳ lớn ở đây, cảm ứng rất là nhạy. Tất cả những cái cài đặt thì chúng ta sẽ cài đặt trên này, kể cả là cài đặt điều hòa, ví dụ như là on off điều hòa này. Đó, điều hòa auto này, mức gió này, hay là nhiệt độ này, chế độ gió này, tất cả điều khiển trên này hết. Và hoàn toàn là chiếc xe này chúng ta có thể lắp thêm một cái Android Box để chúng ta thể giải trí trên này. Và xe thì sẽ có cam lùi các bác nhé. Cam lùi sẽ hiện ở đây. Xe chưa có thùng nên là chưa thể test cam lùi, nhưng mà em cứ thử vào số lùi xem. Nổ máy đã. Đó, đây chính là cam lùi của xe các bác nhá. Cam lùi theo xe luôn. À, chúng ta về về số thì cam lùi sẽ biến mất. Thật ra thì đây là cam lùi đang gắn trên chassis,
thế nên là cái phần cam nó chưa được nét bởi vì là đang gắn tạm thôi. Khi nào đóng thùng thì sẽ gác lên thùng, và cam lùi sẽ khá là tiện cho các bác khi mà lùi xe đó, rất là hiện đại. Tắp lô xe này có rất là nhiều cái hốc để đồ, để cốc nước, giấy tờ. Bên này cũng có thêm một hốc này. Khoang để đồ của Chen Long 5 chân máy 400 thì nó vẫn như những khoang để đồ của đầu kéo 45 thôi. Có 3 khoang, rất là rộng rãi, lấy cảm hứng khoang để đồ của máy bay. Và đặc biệt là cửa sổ trời trên xe. Ở đây chúng ta có cái rèm này. Đó. Cửa sổ trời có kính toàn cảnh, rất đẹp, rất thoáng. Rồi, bác nào muốn tham khảo thêm cái dòng xe tải 5 chân máy 400 này của Chen Long thì liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.